Israel có thể sắp giáng đòn đau đớn với Hamas để giải cứu con tin. Căn cứ của Mỹ tại Syria bị tập kích bằng tên lửa. Nghị sĩ Cộng hòa rời Hạ viện Mỹ hàng loạt. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua. Ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Ngày 21 tháng 4, Thủ tướng Israel Netanyahu đã công bố kế hoạch tăng cường áp lực quân sự đối với Hamas ở Gaza trong những ngày sắp tới, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế. Một ngày trước khi bắt đầu tuần lễ vượt qua quá hải truyền thống của người Do Thái, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố: "Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tăng cường áp lực quân sự và chính trị đối với Hamas, bởi đây là cách duy nhất để giải cứu con tin của chúng tôi." Ông tuyên bố sẽ đưa Hamas, một nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Gaza, phải đối mặt với đòn giáng đau đớn, tuy nhiên không cho biết thông tin chi tiết. Bất chấp những chỉ trích gay gắt từ cộng đồng quốc tế, ông Netanyahu đã nhiều lần tuyên bố quân đội Israel sẽ tiến hành cuộc tấn công vào Rafah, một thành phố ở phía nam Gaza được xem là căn cứ cuối cùng của Hamas. Rafah là nơi trú ẩn của hơn 1,5 triệu người Palestine đang trốn chạy khỏi xung đột. Mỹ, Pháp, Ai Cập và Jordan đều đã cảnh báo về hậu quả nếu Israel thực hiện kế hoạch tấn công vào Rafah. Trước đó, chính phủ Israel đã tuyên bố sẽ lật từng tảng đá để giải cứu hơn 130 con tin còn lại ở Rafah càng sớm càng tốt. Ngày 21 tháng 4, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF Daniel Hakari cho biết Tổng tham mưu trưởng đã phê duyệt các bước tiếp theo của chiến dịch. Nhắc đến những người đang bị Hamas giữ, ông Hakari nói, chúng tôi sẽ chiến đấu cho tới khi đưa tất cả các bạn trở về nhà. Trước đó, ngày 14 tháng 4, văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết Hamas bác bỏ thỏa thuận trao trả con tin mới nhất được đàm phán ở Ai Cập tháng này. Theo đề xuất thỏa thuận ngừng bắn 6 tuần, Hamas phải thả 40 con tin còn sống. Tuy nhiên, các nguồn tin am hiểu về cuộc đàm phán cho biết Hamas đã nói với hai bên trung gian hòa giải gồm Qatar và Ai Cập rằng họ hiện không thể tìm đủ 40 con tin theo yêu cầu. Ngày 21 tháng 4, truyền thông khu vực dẫn nguồn tin an ninh Iraq cho biết 5 quả tên lửa đã được phóng vào tối cùng ngày từ Iraq hướng tới một căn cứ quân sự của Mỹ ở nước láng giềng Syria. Theo nguồn tin giấu tên từ cảnh sát địa phương, vụ tấn công diễn ra khi một nhóm tay súng chưa được xác định danh tính phóng tên lửa từ một ngôi làng ở Iraq gần thị trấn Zuma, phía tây bắc Mosul, thủ phủ tỉnh Nineveh, về hướng vùng lãnh thổ ở đông bắc Syria. Một bệ phóng rocket gắn phía sau một xe tải nhỏ đậu ở thị trấn biên giới Zuma với Syria. Quan chức quân sự cho biết xe tải bốc cháy do một vụ nổ rocket chưa được bắn cùng thời điểm máy bay chiến đấu xuất hiện trên bầu trời. Quan chức nói thêm, chúng tôi không thể xác nhận xe tải đã bị máy bay chiến đấu Mỹ ném bom trừ khi chúng tôi điều tra vụ việc. Một quan chức an ninh tại thị trấn Zuma cho biết lực lượng an ninh Iraq đã được triển khai trong khu vực và tiến hành truy lùng những đối tượng đã trốn khỏi khu vực bằng một phương tiện khác. Cơ quan chịu trách nhiệm phổ biến thông tin an ninh của Iraq cho biết các lực lượng Iraq đã phát động một chiến dịch tìm kiếm và kiểm tra trên diện rộng nhắm vào những nghi phạm gây ra vụ việc gần biên giới Syria, đồng thời cam kết sẽ đưa họ ra trước công lý. Một sĩ quan quân đội nói rằng xe tải đã bị thu giữ để điều tra thêm và kết quả điều tra ban đầu cho thấy phương tiện này đã bị phá hủy trong một cuộc không kích. Sĩ quan này cho biết thêm, chúng tôi đang liên lạc với lực lượng liên minh ở Iraq để chia sẻ thông tin về cuộc tấn công này. Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria SOHR báo cáo rằng kế hoạch tấn công nhắm vào một căn cứ không quân của Mỹ tại sân bay Kharab Anzi ở phía bắc tỉnh Al-Hasaka, đông bắc Syria đã bị thất bại. SOHR cho biết lực lượng phòng thủ đất liền của Mỹ đã ngăn chặn và bắn hạ các máy bay không người lái trước khi chúng tiếp cận căn cứ đó. Sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái, các tay súng có vũ trang đã phóng tên lửa nhằm vào căn cứ Kharab Anzi. Lực lượng phòng thủ mặt đất của Mỹ đã tham gia đánh chặn các tên lửa này và không có thương vong được ghi nhận trong căn cứ của lực lượng Mỹ. SOHR cũng cho biết các nhóm vũ trang đặt trại tại Iraq đứng đằng sau các vụ tấn công này. Trong khi đó, lực lượng Mỹ tại khu vực vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Cuộc tấn công bằng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq đánh dấu sự kiện đầu tiên từ đầu tháng 2, sau khi các nhóm được hậu thuẫn từ Iran tại Iraq tạm ngừng các hoạt động tấn công chống lại lực lượng Mỹ. Sự việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Iraq Mohammed Zia al-Sudani trở về từ chuyến thăm Mỹ và gặp Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng. Lực lượng vũ trang Mỹ kiểm soát các khu vực ở phía đông và đông bắc Syria, bao gồm các tỉnh Deir ez-Zor, Al-Hasaka và Raqqa, nơi đặt các mỏ dầu lớn nhất Syria. Syria đã lên án nhiều lần về sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ của họ.
cáo buộc Washington muốn kiểm soát các mỏ dầu ở đây. Các căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria và Iraq nhiều lần trở thành mục tiêu của các vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa. Để đáp trả các vụ tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự, Mỹ đã tập kích hàng loạt mục tiêu của các nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq và Syria. Mỹ hiện duy trì 900 binh sĩ ở Syria và 2.500 quân ở nước láng giềng Iraq. Washington cho biết đang thực hiện sứ mệnh cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Nhiều lý do đã được các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đưa ra khi quyết định nghỉ hưu, và một trong những lý do đó là mất niềm tin vào đảng. Hạ nghị sĩ Cộng hòa từ bang Wisconsin, Mike Gallagher đã thông báo kế hoạch rời khỏi Quốc hội vào tháng này. Ông là một trong 21 thành viên Cộng hòa quyết định rời đi trong năm nay. Tuy nhiên, một số nghị sĩ Cộng hòa trước đó đã xem xét lại quyết định của mình. Lãnh đạo của phe đa số tại Hạ viện, Steve Scalise muốn nhấn mạnh sự thật này với ông Gallagher, hy vọng ngôi sao trẻ đang lên trong đảng có thể suy nghĩ lại. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Scalise nhớ lại, "Tôi nói anh biết đấy, vẫn chưa quá muộn đối với anh. Chúng tôi đã nói đùa về điều đó, tôi sẽ không từ bỏ nỗ lực thuyết phục anh ấy." Tuy nỗ lực này đã được thực hiện, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả. Nghị sĩ Gallagher, 40 tuổi, vẫn kiên quyết trong quyết định của mình. Hạ viện Mỹ có tổng cộng 435 ghế, trong đó có Đảng Cộng Hòa giữ 218 ghế, Đảng Dân Chủ giữ 213 ghế và có 4 ghế đang trống. Khi một nghị sĩ quyết định nghỉ hưu sau khi kết thúc nhiệm kỳ và không tái tranh cử, ghế đó sẽ được quyết định trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Nếu một nghị sĩ rời đi trước khi kết thúc nhiệm kỳ, khu vực mà nghị sĩ đó đại diện sẽ tổ chức bầu cử đặc biệt để chọn người thay thế. Cả ứng viên từ cả hai đảng đều có thể tham gia bầu cử đặc biệt này. Hiện có tổng cộng 43 nghị sĩ gần như chia đều giữa cả hai đảng, sẽ không trở lại Hạ viện vào năm sau. Mặc dù số lượng này không nhiều hơn so với những năm trước, việc xác định đảng viên Cộng hòa nào sẽ nghỉ hưu và thời điểm họ nghỉ hưu sớm đều cho thấy một câu chuyện phức tạp hơn. Trong số 21 đảng viên Cộng hòa sắp nghỉ hưu, có 5 người sẽ từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ và 4 chủ tịch Ủy ban Đảng Cộng hòa cũng sẽ rời khỏi chức vụ của mình. Có tổng cộng 8 nghị sĩ sắp rời khỏi Ủy ban Thương mại và Năng lượng cùng với 8 chủ tịch tiểu bang cũng sẽ nghỉ hưu. Trong số 4 cựu thành viên của kỷ nguyên lãnh đạo quá khứ đã tuyên bố rời ghế, bao gồm cựu chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, cấp phó của ông Patrick T. McHenry, cựu phó chủ tịch Darrell Ferguson và Mark Maurice Drucker, người từng giữ chức chủ tịch hội nghị Đảng Cộng hòa. Theo đánh giá của giới quan sát, một năm đầy biến động với thế đa số mong manh không hẳn là lý do duy nhất thúc đẩy các đảng viên Cộng hòa rời khỏi để tìm kiếm chức vụ cao hơn hoặc theo đuổi các cơ hội khác ngoài đồi Capitol. Tuy nhiên, điều này đã gửi đi tín hiệu đáng báo động về mối quan hệ trong đảng. Thái độ đối chọi, sự căm ghét lẫn nhau giữa các thành viên Cộng hòa sau khi cựu chủ tịch Kevin McCarthy bị bãi nhiệm hồi năm ngoái đã đóng vai trò quan trọng trong quyết định từ bỏ của hạ nghị sĩ Debbie Letko. Nghị sĩ Letko tuyên bố nghỉ hưu giữa cuộc chiến kéo dài 3 tuần để bầu ông Mike Johnson lên ghế chủ tịch Hạ viện, với lý do muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tuy nhiên, bà đã ám chỉ rằng lý do sâu xa hơn khi nhận xét Washington đã tan vỡ, thật khó hoàn thành được việc gì. Hồi đầu năm nay, nghị sĩ Greg Penn thông báo sẽ không tái tranh cử. Ông nhấn mạnh rằng cách nhiều đồng nghiệp cư xử trong những tháng trước đó không tạo ra động lực khiến ông ở lại. Hạ nghị sĩ Kelly Armstrong, người được bầu vào năm 2018 và đã quyết định tranh cử thống đốc, nhấn mạnh rằng ông chưa bao giờ hiểu điều bình thường trong Quốc hội là thế nào sau khi trải qua hai cuộc luận tội chống lại cựu Tổng thống Donald Trump, đại dịch COVID-19 và cuộc bạo loạn ở đồi Capitol. Người được bầu trước Armstrong 2 năm, nghị sĩ Gallagher cũng nhắc lại quan điểm này, khẳng định Quốc hội ngày càng hỗn loạn và tình trạng này xảy ra khá thường xuyên trong suốt 8 năm ông làm việc. Ngày 18 tháng 4, trong cuộc phỏng vấn, nghị sĩ Gallagher ám chỉ rằng ông và gia đình đã nhận được những lời đe dọa và bị quấy rầy vào đêm khuya. Bình luận này cho thấy quyết định của ông có liên quan đến lo ngại về bạo lực chính trị gia tăng ở Mỹ. Ông Gallagher cũng chia sẻ rằng ông đã xem liệu việc tiếp tục làm việc trong Quốc hội hay làm việc trong lĩnh vực tư nhân có thể tạo ra tác động lớn hơn đến các vấn đề mà ông quan tâm. Nghị sĩ Ken Buck đã rời đi hồi tháng 3 cho biết căng thẳng gia tăng trong nội bộ đảng đã tác động đến quyết định của ông. Tuy nhiên, nhiều đồng nghiệp cho rằng chính ông đã góp phần gây ra bất ổn. Ông Buck đã bỏ phiếu phế truất ông McCarthy cho rằng cựu chủ tịch Hạ viện không giữ lời hứa cắt giảm đáng kể chi tiêu. Hạ nghị sĩ Colorado nhận thấy rằng Đảng Cộng hòa không còn đang cố gắng đạt mục tiêu cắt giảm chi tiêu một cách thực tế, mà thay vào đó chỉ tập trung vào việc bảo vệ cựu Tổng thống Trump và đạt điểm chính trị. Ông cho biết, "Tôi nghĩ làn sóng dân túy đã làm xói mòn những giá trị bảo thủ mà tôi có được khi đến nơi này. Bây giờ, chúng ta tổ chức luận tội như thể một lễ hội nào đó."
Ông Bush cho biết mình từng đạt được thành công khi đưa ra luật được cả hai đảng ủng hộ về việc thay đổi cách các công ty xử lý khiếu nại về tấn công và quấy rối tình dục, đồng thời nâng cao nhận thức về luật chống độc quyền đối với các công ty công nghệ lớn. Tuy nhiên, ông gọi đây là điều mỉa mai khi bản thân làm việc tốt hơn với nghị sĩ Dân Chủ thay vì Đảng Cộng Hòa. Phe Cộng Hòa bày tỏ lo ngại về việc một số nghị sĩ quyết định rời Hạ viện có thể đe dọa thế đa số hiện tại của họ. Có khả năng ứng viên Cộng Hòa sẽ bị ứng viên Dân Chủ đánh bại trong các cuộc bầu cử đặc biệt và tổng tuyển cử cuối năm. Thậm chí ngay cả khi ứng viên Cộng Hòa giữ được ghế, việc các nghị sĩ cũ rời đi có thể mở ra cơ hội cho những ứng viên Cộng Hòa theo đường lối cứng rắn, sẵn sàng cản trở các đề xuất hơn là thỏa hiệp. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà bình luận bảo thủ Charlie Kirk, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thừa nhận, thách thức lớn hiện nay là duy trì sự đoàn kết và việc nhiều người rời Hạ viện sớm không mang lại lợi ích gì cho Đảng Cộng Hòa trong nỗ lực giải cứu đất nước. Ông cho biết, nếu không giữ được thế đa số, Đảng Cộng Hòa không thể làm điều đó.